losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, đây chắc hẳn là một cái video mà được rất là nhiều người mong đợi. Từ cái lúc mà tụi mình làm đám cưới tới bây giờ thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi. Mọi người hỏi là tụi mình gặp nhau như thế nào, hay là cái cơ duyên nào mà hai đứa mình được biết đến nhau. Hôm nay thì nhân là cái dịp là kỷ niệm 5 năm ngày anh Quýt cầu hôn mình, vào đúng ngày Valentine, ngày 14 tháng 2 năm 2017, thì vợ chồng mình sẽ ngồi đây để chia sẻ cho mọi người rõ hơn về cái câu chuyện của hai đứa mình nhá. You want to tell first or I tell first? I can tell. Okay. Because you have to translate. Okay, mình sẽ để cho anh Quýt chia sẻ nha, để có thể là mình có thể tương tác với nhau nhiều hơn. Không thì là mình nói tiếng Việt hết thì anh ấy sẽ không có cơ hội được nói nhiều. Okay. Yeah, we're in Malaysia. I was just on a vacation. I'd heard the food there was really good, like Monkey Island and things like that. It looked like a pretty cool place to go see. I like to go travel, so I went there. Just happened to meet you there while you were on vacation, and I don't know, saw you in a bar. Beautiful woman. Okay, đến lượt mình sẽ giải thích về cái tình huống của mình một xíu là cái đợt đó là mình chuyển qua công ty mới. Lúc đó mình làm ngân hàng được khoảng 1 năm thì mình chuyển qua chỗ làm mới. Thì cái chỗ làm mới này thì mình có một cái mức lương cao hơn, và lúc đó thì mình cũng có để được một cái khoản tiết kiệm. Thì mình muốn là tự thưởng cho bản thân mình một cái chuyến đi nước ngoài đầu tiên trong cuộc đời mình. Thì mình chọn đất nước Malaysia, bởi vì là bạn đồng nghiệp của mình cũng mới từ Malaysia về, cho nên là bạn ấy có chia sẻ rất là nhiều cái điều thú vị ở đó, cho nên là mình chọn đất nước đó là đất nước đầu tiên, bởi vì nó cũng vừa với túi tiền của mình ấy. Đó, thế là khi mà mình tới Malaysia thì kiểu cũng sợ, rất là sợ và bỡ ngỡ ấy. Thế là mình hôm ấy là mình cũng đi vòng những cái chỗ địa điểm ăn uống rồi này nọ, khu vui chơi ở gần cái khách sạn mình ở thôi. Thì mình có tìm thấy một cái acoustic music á mọi người, thì một cái quán mà họ chuyên hát nhạc Bob Marley. Remember that? Yep. I like Bob Marley. Yeah. So I was like, I love this bar. Thì, something drawn me to that bar. Yeah. Fate. Thì cái quán đó rất là đông mọi người. Mọi người biết ở Việt Nam mình có hay có những cái quán mà nó hát nhạc acoustic, người ta đứng hát nhạc acoustic á. Thế xong rồi là mình ngồi ở dưới mình nghe. Thì cái quán này nó ở ngoài trời, nói chung là hôm đấy thì thời tiết cũng rất là khá là nóng. Thế là mình ngồi ngoài trời thì bàn rất là đông. Mình không có được bàn riêng, mà mình cũng không biết để mà book lịch hay là như thế nào hết. Mình chỉ đi qua đó xong mình ghé thôi. Thế là mình mới ngồi vào cái bàn đó thì bàn đó là có chung anh Quýt này. Với lại một cái anh người châu Âu ấy, không biết là nước nào mình quên rồi, với lại một cái ông kia là người Ấn Độ đó. Vậy thì remember on the table we sit together, there's a European guy and an Indian guy and you and me. Yep. Yeah. Yep. And they all thought you were Filipino. Yeah. Ai cũng tưởng mình là gái Philippines hết đó mọi người. Mình không biết sao đó mà không ai 10 người hỏi, 10 người gặp mình thì đến 9 người nghĩ là mình là người Philippines. Đó. Thì lúc mà ngồi đó thì nói chung là mọi người thì cũng nghe cả nhạc này, xong uống bia này, có một mình kêu nước suối thôi. Tại mình không có dám uống bia, cũng kiểu cũng sợ ấy. Thế là cũng không biết uống bia nữa, cho nên là muốn là cái tỉnh táo để mình còn đi chỗ này chỗ kia mình chơi nữa. Thế là ngồi đó thì kiểu như cũng xã giao bình thường thôi, hỏi là thế mày đến từ đâu, mày đến từ nước nào, rồi là công việc như thế nào, công việc mày làm là gì, đó kiểu thế đó. Xã giao vậy thôi. Thì mình mới lúc đó thì anh Quýt anh ấy nói là anh ấy làm cho một cái công ty telecom, là công ty chuyên về viễn thông. Mà cái thời điểm khi mà trước khi mình có cái công việc mới này thì mình có làm một cái thời gian rất là ngắn tại một cái công ty viễn thông của Pháp. Đó là chuyên về phân tích dữ liệu á mọi người. Thế là mình mới kiểu như có một cái điểm tương đồng ấy, để nói chuyện thêm là ta cũng làm cho một cái công ty viễn thông của Pháp á, thì không biết là nó có giống như cái gì mình đang làm không. Thì nói chung có một cái điểm gì chung đó, thì hai đứa bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Thế xong rồi nói chung là lúc đó thì cũng chưa hẳn là thích hay gì cả, thế là hai đứa mình mới nói là trao đổi email thôi. Thì lúc đó mình cũng muốn là học tiếng Anh, mà mình cũng muốn là trao đổi tiếng Anh, chứ hoàn toàn lúc đó là hoàn toàn là không có nghĩ là mình sẽ tiến tới với người này, hay là mình có cảm tình với người này, hay là mình thích người này hay như thế nào hết. Chưa có tiến tới cái bước là quan hệ yêu đương. Baby, I was talking about, you know, like we exchange the emails, but you know at that time we not really like, you know, like lovers or anything like that, you know, we're just like friends, you know,
talking about jobs. I may have already been in love with you at that point. Really? That's why you asked for my emails and my phone. Since day one, I'm pretty sure. The first time I laid eyes on you, I was like, okay. Liar. No, not at all. Thì anh Chris có hỏi số điện thoại của mình nhưng lúc đó mình không cho. Thì có thể là anh ấy nói đúng đó, bởi vì là mình không cho số điện thoại, mình chỉ cho email thôi. Vậy mình cũng không nghĩ là, nói chung là cũng không biết người này bao lâu, rồi là người ta sẽ về lại nước một mấy ngày nữa thôi. Cho nên là mình cũng không có muốn là giữ một cái mối quan hệ gì đó quá nghiêm túc. And remember at that time I had the Hello Kitty phone case. Yeah, it's pretty cute. Lúc đó mình trẻ trâu lắm mọi người, kiểu như là young buffalo. You were a young buffalo. Cái case điện thoại đó, cái phone, cái điện thoại này mọi người, cái case á, cái gọi là cái gì, cái bao điện thoại đó, thì là em gái mình nó cho mình cái điện thoại, cái case đó là hình Hello Kitty á mọi người, trời ơi, nhìn trẻ trâu dễ sợ luôn. Thế xong rồi là đó, thế xong anh cười, anh cứ cầm này, mình không biết là mình còn giữ cái tấm hình đó không, mà anh ấy cầm điện thoại của mình xong anh này, remember that you look at my phone case like this. Right? Yeah. Đó là cái tấm hình đầu tiên của hai đứa mình với nhau. We talked for a long time, for about a year, and I was like, I'm crazy about you, but I mean, emails, you know, it's just not, kind of, it gets old, you know what I mean? You're halfway around the world, but I felt like if I didn't make a move, eventually we would fall apart or something, so. Đó là lý do vì sao á mọi người, trong suốt một cái khoảng thời gian mình nói chuyện với anh Chris thì tụi mình nói chuyện qua email rất là nhiều, cho nên là khi mà mình nộp hồ sơ phỏng vấn đi Mỹ đó mọi người, là mình có tất cả những cái chứng cứ á. Đó gọi là đúng rồi, là chứng cứ, là những cái hình ảnh, rồi là những cái đoạn tin nhắn mà gửi cho nhau qua email là từ cái thời đó. Thì anh Quyết hay gửi cho mình những cái hình mà gia đình gặp nhau như thế nào, rồi đó những cái lần mà đoàn tụ gia đình, giới thiệu cho mình biết đây là ai là ai là ai, rồi là mình cũng hay gửi cho anh ấy những cái hình mà tại chỗ làm của mình như thế nào, rồi là mình giúp mẹ mình với công việc nhà như thế nào, rồi công việc của gia đình mình như thế nào đó. Thì nói chung là tụi mình nói chuyện như là hai người bạn, mà lúc đó cảm thấy rất là về lâu về dài thì cảm thấy rất là thân thiết rồi á. Thì khi đó là anh ấy quyết định là anh ấy sẽ về Việt Nam một năm để tìm hiểu mình và gia đình mình. Thì lúc đó mình cứ nghĩ là anh ấy nói xạo cơ, tại vì mình cũng không nghĩ là kiểu như là lại có một cái việc đó xảy ra. Nói chung mình không tin vào việc đó mọi người, mình chưa tin vào cái tình yêu mà anh ấy dành cho mình. Like I didn't believe like you seriously want to move back to Vietnam to get to know me and my family. It was extremely scary. Yeah. I mean, I certainly wanted to know you and meet your family. What your but... friends and your friend and your coworkers said about me. Yeah. Well, some people said I was crazy, you know. I had some friends, high school buddies, they gave me a hard time. They were like, she's probably a dude. I'll never forget that. And then I got in my head, I'm like, what if she's a guy? You never. This is too good to be true. I grew up, there's a saying in America, if it seems too good to be true, it probably isn't. Yeah. Like, it's kind of a downer. Yeah. But it's just, it's one of those be cautious things, but it's a... You seemed a little too good to be true, you know? Yeah. Like... Đó, xong rồi khi mà anh Quyết anh ấy về Việt Nam một năm thì tụi mình có rất là nhiều thời gian dành cho nhau, tìm hiểu nhau. Nói chung là tụi mình lúc đó có rất là nhiều biến cố xảy ra mọi người, bởi vì là mình có chia sẻ trong một cái video rồi đó, là có những người mà người ta không biết ở đâu á, người ta phá đám tụi mình á mọi người. Tại vì thực ra là trước đó thì mình chỉ có quen một người bạn trai, trước đó, trước anh Quyết là có đúng một quen đúng một người thôi. Đó, thì người đó thì mình quen trong một khoảng thời gian rồi. Thế nhưng mà về cái việc mà môn đăng hộ đối thì mình cảm thấy không hợp, bởi vì là gia đình anh ấy thì cái địa vị họ quá cao á. Đó, cho nên mình cảm thấy tự ti. Gia đình thì mình chỉ là gia đình kinh doanh bình thường thôi. Đó, không nói về mặt vật chất hay gì hết, anh ấy rất là tốt luôn. Thế nhưng mà đối với mình thì không phải là cái sự phù hợp, bởi vì là nói chung là khi mà mỗi lần mà đi với bạn trai cũ của mình ấy, thì mình cảm thấy là mình kiểu như là rất là yếu kém á, là mỗi lần mà bởi vì anh ấy là tiến sĩ
Đó, anh ấy viết sách rồi là anh ấy làm rất là nhiều những cái dự án cho toàn cầu á. Là bây giờ nếu như mà mình nói cái tên đó là mọi người lên Google là mọi người có thể thấy, tìm ra được cuốn sách anh ấy viết rồi, là thấy mặt anh ấy, thấy cái tiểu sử của anh ấy luôn. Thế nhưng mà mình xin phép là không có nói tên người đó ở đây nhá. Đó thì mình cảm thấy là anh ấy không phù hợp cho nên là mình đã chấm dứt rồi. Mặc dù là hai đứa vẫn rất là vui vẻ với nhau. Thế thì sau đó thì mãi về sau là khoảng hơn một năm sau này thì mình mới biết anh Quýt đó. Khi mà anh Quýt ở Việt Nam mà tìm hiểu mình với gia đình mình á, thì là có rất là nhiều cái biến cố xảy ra mọi người, trong cái một cái livestream mình có chia sẻ rồi đó, là có người chống, có người phá này, có người phá tụi mình này, họ tạo một cái Facebook giả luôn nha mọi người, xong họ nhắn tin riêng cho anh Quýt, xong họ nói là ở trong công ty mình là một người phụ nữ lẳng lơ, rồi là mình ngủ hết với người này đến người kia đó. Thế xong rồi là mình rất là, lúc đó mình rất là sợ hãi, mình rất là kiểu như là run lẩy bẩy luôn, mình không biết là chuyện gì xảy ra mọi người. Thế khi mà mình về thì hai đứa nói chuyện với nhau thì là anh Quýt anh ấy kiểu rưng rưng nước mắt, anh khóc luôn, anh bảo là tại sao lại đối xử với anh như vậy, mà trong khi đó mình không có cách nào mà mình biện hộ cho bản thân mình hết. Lúc đó thì mình hay dẫn anh Quýt đi chơi với lại các bạn trong công ty của mình, rồi là các anh chị đồng nghiệp, rồi là sếp của mình nữa đó, cho nên là họ biết về mình rất là rõ. Thì mình mới nhờ một cái chị đồng nghiệp đó giải thích với anh Quýt là ở trong công ty mình có phải thực sự là như vậy hay không. Lúc đó thì anh Quýt cũng nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng mà có một người bạn của anh Quýt mà anh Quýt quen ở Việt Nam á, thì anh ấy có nói với anh Quýt là kiểu như mày phải cẩn thận với con gái Việt Nam á, tại vì tao từng làm việc resort đó, cho nên tao thấy rất là nhiều những cái cảnh này rồi, cho nên là mày phải cẩn thận. Cái anh bạn của anh Quýt sẽ khuyên là nếu như mà mày vẫn còn yêu Cúc á, và mày muốn là tiếp tục là đi tiếp với Cúc á, thì mày phải gạt bỏ hết những cái suy nghĩ mà người ta nói về Cúc ra khỏi đầu, thì tụi bay mới có thể tiếp tục quen nhau được. Còn đâu nếu như mà trong đầu mày vẫn còn những cái nghi ngờ và những cái mà không, những cái suy nghĩ không tốt về Cúc á, thì làm cái mối quan hệ này nó chẳng đi đến đâu đâu. Thì lúc đó là tụi mình nghĩ là tụi mình sẽ chia tay rồi đó. Khi mà người ta cứ tiếp tục nói như vậy á, thì là anh Quýt anh mới kiểu như là suy nghĩ lại, thì anh mới thấy là những cái điều người này nói hoàn toàn vô lý, là họ hoàn toàn là bịa đặt đó. Thì lúc đó là anh ấy hoàn toàn tin tưởng ở mình, thì tụi mình tiếp tục. Thì sau đó thì cặp đôi nào cũng có những cái thời gian mà cãi nhau, trong lúc mà tìm hiểu nhau thì cũng có cãi nhau, rồi là mâu thuẫn này nọ. Thế nhưng mà khi mà mình giải quyết cái mâu thuẫn xong rồi thì là hiểu nhau nhiều hơn. Mình không biết là mọi người có tin vào số phận hay không, thế nhưng mà bây giờ thì tới thời điểm hiện tại thì mình thực sự là mình tin vào số phận. Bởi vì là lúc trước á, khi mà mình đi lạ, mình học xong rồi mình ra trường mình đi làm á, thì mình nghĩ là mình chắc là cũng sẽ cưới một người đàn ông Việt, xong rồi là sẽ sinh sống ở Việt Nam thôi. Chưa bao giờ mình có cái suy nghĩ là mình sẽ quen một người ngoại quốc và mình sẽ qua một cái đất nước xa lạ để sinh sống như bây giờ. Đó thì về gia đình của mình á, thì cái thời điểm đó là có ông nội của mình này, bố của mình này, với lại bác của mình là không đồng ý. Không đồng ý ở đây không phải là bởi vì anh là người ngoại quốc hay là như thế nào, mà bởi vì là sợ là khi mà mình lấy một người ngoại quốc á, thì sợ bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hóa, rồi là nếu như mà giả sử mình có qua nước Mỹ sinh sống á, thì là mình không có gia đình, không có bất cứ ai ở đây cả, thì có chuyện gì xảy ra thì sẽ rất là thiệt thòi cho mình. Đó là cái điều mà gia đình mình sợ thôi, chứ còn không phải là kiểu như là kỳ thị là người nước ngoài hay gì hết. Gia đình mình thì cũng rất là cởi mở ấy mọi người. Like remember at first that my grandpa and my dad and my uncle didn't support our relationship. I was pretty scared. I was afraid they wouldn't like me. I was trying to impress them, I guess, a little bit, you know, trying to make them like me, you know, approve of us. Yeah. You know. Khi mà cái mối quan hệ của tụi mình nghiêm túc hơn rồi đó, là thường là mình không có dắt bạn trai về nhà bao giờ hết á, trước đó giờ luôn, kể cả cái bạn trai cũ của mình á mọi người, là mình cũng chưa dắt về nhà bao giờ luôn. Đó. Có nghĩa là cũng gặp nhau, gia đình cũng mình cũng biết là mình đang quen cái bạn trai đó. Thế nhưng mà mình chưa có kiểu như là tới mức là nghiêm túc á, là tới mức là dắt về xong rồi là gặp gia đình họ hàng. Bởi vì mình nghĩ là cái việc đó khi mà tụi mình là thực sự là nghiêm túc là tiến tới hôn nhân thì mình mới làm việc đó. Còn không thì nếu như bạn trai bình thường á, thì mình chỉ có nói cho bố mẹ mình biết hoặc người nhà mình biết thôi, là mình đang quen cái người đó như thế nào thôi, đúng không? Thì khi mà mình dắt, hôm đó là mình có nói với lại ông bà của mình với lại bố của mình ở ngoài Bắc á, là mình sẽ dắt anh ấy về ra mắt. Thì thực sự là mình cũng rất là lo lắng. Bà nội của mình thì bảo là kiểu như là bà cũng không có phản đối, cũng không có lên tiếng phản đối, cũng không có ủng hộ, cũng không có nói một cái gì hết. Chỉ bảo là thế thì dắt về để xem nó như thế nào.
No, that was probably the tough interview for you, huh? Yeah, yeah. I mean, your dad was very nice, mm-hmm. And your grandpa was very nice. Mm-hmm. But I could tell. I mean, you know, you're their daughter or granddaughter. They're protective, and they want you to make sure you're in good hands. So yeah. It makes sense. But it's just it's always nervous, you know, meeting someone and trying to impress. Mọi người biết không, lúc mà mình mới giới thiệu anh ấy cho gia đình mình ấy, thì nói chung là cái bầu không khí nó rất là nặng nề á mọi người. Mình cảm thấy như là gia đình mình ai cũng đang quan sát là nhất cử nhất động của anh Quyết để xem là anh ấy như thế nào. Đó thì là mình nhớ là khi mà ăn cơm xong á thì anh Quyết anh ấy cầm chén, cầm đũa này nọ, anh ấy cầm tô, cầm bát này, anh ấy tính đi rửa ấy, mọi người. Thế là cả nhà mình ai cũng ngăn cản hết, bởi vì đó là cái văn hóa của người Mỹ ấy. Khi mà ăn xong thì là bát đũa của mình thì mình tự đem đi dọn. Hoặc mình, nếu như mình không dọn thì mình cũng phải để vào cái chỗ bồn rửa bát hay sao đó. Thì cả nhà mình ai cũng cản là nó mình không phải làm đâu, mình không phải làm cái việc đó đâu. Đó, có người làm hết rồi đó. Thì là anh Quyết anh ấy cảm thấy rất là ngại ấy, bởi vì anh ấy không biết là giúp đỡ cái gì. Rồi là anh ấy còn quét sân cho bà nội mình nữa. Well, I mean, everybody was doing something, you know, after the meal. And everybody was helping out, but I didn't know what to do. I didn't know where the pots went or... You know, how to do anything. I didn't want to just stand around. I didn't want to be rude, and I didn't want your dad and your, you know, everyone to think I'm some lazy. Yeah. You know, so I was like, I got to do something to help. Yeah. So I just grabbed the broom and I started sweeping. And my grandma, my grandma told the whole village about that. anh ấy dọn rất là nhanh, anh ấy quét sân cho bà nội mình rất là sạch luôn. Thế là có cái cống mà nước mưa nó chảy đó, thì là có mấy cái lá đó là anh ấy cúi xuống anh nhặt hết toàn bộ luôn. Thế là bà nội mình là người rất là sạch sẽ, cho nên là khi mà bà nội mình thấy như vậy, bà nội rất rất là thích anh ấy luôn. Xong rồi một cái ngày hôm sau, đến khi mà nghỉ ngơi ngày hôm đó xong ha, thì ngày hôm sau thì là nhà mình có một cái buổi gọi là họp gia đình ấy, họp mặt gia đình. Xong bắt đầu là tất cả mọi người đều có mặt ở đó. Xong rồi là hỏi anh Quyết rất là nhiều câu hỏi luôn, kiểu như là phỏng vấn vậy á mọi người. Ok, so we talk about the interview. Tell everybody about that interview. Oh, the questions were coming at me. You know, why do you like her? She's ugly. She lazy and ugly. She doesn't know how to cook. Right. I was like, I think she's pretty awesome. I don't know. But the questions were tough, but they were serious. I mean, he wasn't playing. Yeah. You know. Mình nhớ là ông nội mình hỏi là thế tại sao mày lại thích cháu gái ông? Mày thích nó ở cái điểm gì? Nó vừa xấu vừa lười như thế này thì mày thích cái gì? Thì mọi người biết đây là ở Việt Nam thì ông bà cha mẹ mình thường hay nói về con cái của mình là cái con bé này nó vừa lười vừa xấu, làm sao mày thích nó vậy? Kiểu thế, nó rất là bình thường thôi chứ không có ý là không tôn trọng hay gì hết. Đó, thế xong anh cứ tránh nghe nó là no, she's so beautiful and she's this and that, right? Đó, xong ông nội mình còn hỏi là chứ thế mày lấy cháu ông về rồi mày có đấm nó không? Mày có đánh nó không? Yeah, I was like, I promise I won't. Little did I know she'd be hitting me all the time. No, big bully. Oh, not again. gì đó nhỉ, baby nhỉ? Anh Quyết anh ấy còn nói với bà nội mình là kiểu như lúc đó là anh trước đó là anh cũng có học một chút xíu tiếng Việt để anh ấy có thể nói chuyện với gia đình mình á, thì anh ấy nói những câu giao tiếp đơn giản thôi như là bà có khỏe không, ông có khỏe không đó, rồi là cảm ơn, xin lỗi này nọ đó. Thì anh ấy có học mấy câu mà anh hay nói với mình bằng tiếng Việt là em đẹp lắm, em đẹp quá. Em đẹp lắm. Thanks. Cảm ơn. Thanks. Konggaji. Thì anh ấy quay ra anh ấy nói với lại bà nội mình là em đẹp lắm. You told my grandma em đẹp lắm. Didn't at our wedding I tell your grandma anh yêu em nhiều lắm. I may have had a little bit too much to drink. It's like, wow, I'm flattered. Thì anh biết anh nói tiếng Việt với mình là anh yêu em nhiều lắm. Thì mình hay nói lại với anh là em yêu anh nhiều hơn. Đó là lúc mà hai đứa mình hay dạy tiếng Việt cho anh nghe như vậy. Thì anh ấy quay ra anh nói với bà nội mình là anh yêu em nhiều lắm. Thế là lúc đó cái bầu không khí kiểu như là nó phá vỡ cái bầu không khí mà đáng sợ đi ấy mọi người. Thế là cả nhà mình cùng cười phá lên, lúc đó thì vui vẻ hơn. Thế xong rồi là ông nội mình mới rủ anh Quyết ra cái chỗ mà trước cửa nhà đó, thì có mấy cái cây cảnh á, thì là ông nội mình rủ, thế là hai ông cháu là khoác vai nhau như vậy này. Đó, thế là chụp hình. Yeah. Lúc trước khi mà mình qua Mỹ ấy, mọi người, thì bố mình có
nói chuyện riêng với mình á, thì bố mình bảo là chứ bố để ý nó cả tuần nay rồi thì thấy không biết là sau này thì như thế nào, nhưng mà hiện tại thì bố thấy là nó là một đứa rất là chín chắn, rất là một đứa rất là tốt tính đấy. Thì bố cũng rất là mừng cho con, bởi vì là con đã tìm được cái tình yêu của mình. Bây giờ thì nói chung là đường xá xa xôi thì cũng không biết là khuyên con như thế nào, chỉ mong là con hạnh phúc và giữ gìn cái hạnh phúc này, bởi vì là nó là một chàng trai tốt đấy. Đó, cho nên là khi mà được nhận được những cái lời chúc phúc của tất cả mọi người như vậy thì tụi mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và sau đó thì tụi mình có một cái đám cưới với nhau, thì như cái video mình có chia sẻ, mình có đăng trên Facebook rồi, à trên YouTube rồi đó, thì mọi người thấy là đó là một cái đám cưới rất là ấm cúng, mà một cái đám cưới mà mình trong mơ luôn, bởi vì là thực sự là nó vượt xa so với cái mong đợi của mình. Mong đợi của tụi mình cho tới bây giờ luôn là bố mẹ chồng mình rồi tất cả những người khách mời mà đã dự cái đám cưới đó đều để lại trong họ một cái ký ức rất là tốt, và khi mỗi lần nhắc lại thì họ đều rất là thích ấy. Nói chung là họ nói là đó có thể là một cái đám cưới mà họ vui nhất từ trước đến giờ mà họ từng được tham dự. You're married. Yeah. And happily ever after. Yeah, have little baby Kobe. That's right. Thì nhân đây thì hai vợ chồng mình cũng rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái câu chuyện này của tụi mình ha. Thì mình xin lỗi là mình đã để cho mọi người chờ đến giờ phút này. Thế nhưng mà hôm nay sau cái video này thì mình mong là mọi người hiểu về tụi mình thêm một chút nữa, và có thể là tiếp tục đồng hành với hai vợ chồng mình, gia đình mình mãi mãi về sau luôn nha. Bây giờ thì hai vợ chồng mình sẽ đi ra ngoài này, xuống dưới sảnh khách sạn thì họ có trang trí lại hoa hòe rất là đẹp luôn. Mình cũng muốn là tận dụng hết cái khoảng thời gian còn lại để có thể là hưởng thụ cái giây phút mà khi mà con không phá hai đứa. Party. I'm sorry. What? Party on. Are you sure? What happens in Vegas stays in Vegas. I know, like the last two nights, who go to bed earlier? Hey, we not young buffalo. Rồi mạnh miệng lắm nói là chứ tụi mình sẽ quẩy nguyên đêm luôn, em sẽ đi chơi nguyên đêm luôn, đi kiểu đi dạo xung quanh dạo phố phường thôi chứ không có làm gì nha mọi người nha. Thế nhưng mà cuối cùng là ông này ông đi ngủ trước luôn. I'm old. Hmm. Tonight, all night. Let's do it. Boom. I love you. I love you. Let's go celebrate us.